bạn thân mến, như vậy là chúng ta đang bước sang một năm mới, năm dương lịch. Và Quỳnh Hương xin được thay mặt cho tất cả những người thực hiện chương trình chúc quý vị một năm mới thật là nhiều niềm vui và thật nhiều may mắn. Trước khi cùng làm quen với ba em bé đến đây cùng tham gia trò chơi ngày hôm nay, xin được giới thiệu đến quý vị một người bạn đồng hành sẽ cùng theo chân Quỳnh Hương trong suốt chương trình ngày hôm nay, đó chính là bé Xuân Nghi. Xin chào quý vị và các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ với ba bạn chơi nhỏ tuổi bằng một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt. Chào con. Con chào cô Quỳnh Hương. Cô Quỳnh Hương nhận thấy là con rất là đáng yêu. Con có thể giới thiệu một chút về con và gia đình của con được không? Dạ, con thưa cô Quỳnh Hương, con tên là Lê Khánh Đan. Năm nay con 6 tuổi. Con đang học lớp 1G, trường tiểu học Nguyễn Tiến Sơn, quận 3. Rồi, cô Quỳnh Hương muốn hỏi con một chút về gia đình của con nữa. Dạ, gia đình con gồm có 3 người, ba con, mẹ con và con. Ở nhà con tên là Mì. Tên gì con? Ở nhà con tên là Mì. Mì. Tại vì ba con thích ăn bánh mì. À vậy hả? Cô Quỳnh Hương tưởng đâu là nhìn con giống củ mì chứ. Nhưng mà không sao, dù sao tên Mì cũng rất là dễ thương. Thế con có thể giới thiệu gì về ba với mẹ của mình nào? Dạ, mẹ con tên là Ngô Thụy Thùy Nhung. Mẹ con đang dạy trường y tế. Ba con tên là Lê Huy Lâm. Hôm nay con đến chơi với mẹ con. Cho chị Nghi hỏi em là sở thích của em là gì được không? Dạ, sở thích của em là đi công viên và đi nhà sách. Vậy đó hả? Như vậy thì ai thường đưa con đi công viên và đi nhà sách? Dạ mẹ. Mẹ của con đúng không? Dạ. Như vậy thì bây giờ mình sẽ cùng mời mẹ ra chơi với con nhé. Dạ. Con nói đi. Mẹ ơi, ra đi chơi với con. Nhân dịp năm mới thì không biết là chị có muốn gửi lời chúc gì đến cho khán giả bí mật gia đình được không thưa chị? Kính chào quý vị khán giả. Nhân dịp năm mới, gia đình tôi xin chúc quý vị một năm dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Dạ xin hết ạ. Cảm ơn chị. Chúng ta cùng làm quen với cậu bé thứ hai. Chào con. Chào cô Quỳnh Hương. Cô Quỳnh Hương nhận thấy là cái mái tóc của con rất là ấn tượng. Thật ra đây là ý tưởng của con hay là ý tưởng của ai vậy? Của ba. Của ba hả? Có phải là ba rất là mê Ronaldo mà ba không cắt tóc vậy được, cho nên ba thể hiện ý tưởng nó lên tóc của con không? Dạ. Vậy đó hả? Rồi con thích hay là con không thích? Thích. Con thích phải không? Như vậy thì bây giờ con sẽ giới thiệu về con và về gia đình của con, trong đó có ba của con nữa nhé. Con chào cô Quỳnh Hương, con tên là Nguyễn Phùng Gia Bảo. Con 6 tuổi, học lớp 1, trường Đông 3. Sở thích của con là bơi, vẽ. Gia đình con có 3 người, bố, mẹ, con. Bố con tên là Nguyễn Viết Trí, mẹ con tên là Phùng Thị Cẩm Tú, bố con là nhân viên kỹ thuật, mẹ con là học sinh. Mẹ con là học sinh hả? Tiếng Nhật. À, mà học sinh tiếng Nhật. Nói không rõ ràng, cô Quỳnh Hương tưởng giống như chị Xuân Nghi chứ nguy hiểm quá. Rồi, như vậy bây giờ mình sẽ cùng mời ba con ra nhé. Dạ. Con nói đi. Ba ơi, con mời ba ra. Xin chào anh ạ. Thưa anh, có một cái thông tục là trong dịp năm mới thì các người chơi của bí mật gia đình sẽ có một lời chúc gửi đến các khán giả. Như vậy thì anh sẽ chúc gì cho các khán giả của chúng ta nào? Xin chào quý khán giả. Nhân dịp năm mới, tôi xin chúc quý vị khán giả một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Cảm ơn anh. Chúng ta hãy cùng làm quen với bạn chơi thứ ba, cô bé màu hồng. Chào con. Chào cô. Con tên gì? Con tên là Nguyễn Minh Thi. Năm nay con 6 tuổi. Con học lớp 1, trường tiểu học quốc tế. Vậy hả? Như vậy thì con có thể nói gì về gia đình của mình với ba với mẹ của con nào? Nhà con có 3 người, ba con, mẹ con và con. Sở thích của con là ăn kem. Chưa kịp biết tên ba với mẹ là gì là đã biết con thích ăn kem rồi. Nhưng mà ăn kem thì con biết là có thể gây súng răng không? Có biết không? Cho nên không sao, chưa súng cái răng nào cũng còn tốt. Vậy tiếp tục ăn kem được. Vậy thì bạn thích ăn loại kem nào nhất? Bạn có thích ăn kem dâu với sô-cô-la không? Vậy là giống bạn Nghi rồi. Giống bạn Quỳnh Hương nữa. Bạn Quỳnh Hương cũng thích ăn kem dâu. Nhưng mà ngày hôm nay con đến đây chơi với ai? Hôm nay con đến đây chơi với mẹ. Con giới thiệu một chút về mẹ của mình đi nha. Mẹ con tên là Vũ Thị Kiều Ngoan, làm ở báo Thanh Niên. Ba con tên là Nguyễn Văn Tuấn. Rồi, nhưng mà ngày hôm nay con đến đây chơi với mẹ con hay là ba của con? Dạ thưa cô Quỳnh Hương, mẹ con.
Rồi, bây giờ mình sẽ mời mẹ ra nhé. Mẹ ơi, ra chơi với con. Chào chị ạ. Nhân dịp năm mới thì chị có muốn gửi lời chúc gì đến các khán giả của chúng ta không? Dạ. Xin chào quý vị khán giả. Chào chị Quỳnh Hương. Nhân dịp năm mới xuân 2008, tôi xin kính chúc quý vị khán giả cùng gia đình một năm mới được nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Cảm ơn chị Kim Anh. Và nhân không khí rất là vui này thì không biết là Xuân Nghi có thể tạm quên cái vai trò dẫn chương trình của mình một chút. Con có thể hát tặng cho quý vị khán giả một bài hát mừng năm mới được không? Dạ thưa cô, thưa quý vị và các bạn, Nghi xin gửi đến quý vị các bạn nhân dịp năm mới một bài hát mang tên Chúc mừng năm mới. Và các bạn đang đến với trò chơi bí mật gia đình và vòng chơi đầu tiên. Ở vòng chơi này thì các bậc phụ huynh đã được vào trong xoay Rubik và nghe nhạc hoàn toàn tách biệt với không gian của chúng ta bên ngoài. Trong lúc đó thì ba em bé ở lại với trường quay cùng nhau vượt qua ba câu hỏi. Sẽ có hai câu hỏi, có đáp án có sẵn, các bé sẽ ghi được 50 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với bố mẹ mình. Và có một câu duy nhất là câu hỏi mở, các bé sẽ ghi được đến 100 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với bố mẹ của mình. Và bây giờ chúng ta đã sẵn sàng chưa? Cô Quỳnh Hương muốn bắt đầu câu đầu tiên với bé Khánh Đăng nhé. Vào ngày Tết Dương Lịch thì cả nhà con thường làm gì nè? Thứ nhất là ở nhà nấu ăn, thứ hai là đi du lịch, còn thứ ba là đi thăm ông bà hoặc bà con. Em chọn cái nào? Dạ, em chọn ở nhà.
con sẽ ở nhà. Dạ, tôi nghĩ cũng tương đối đẹp ạ. Cảm ơn chị, xin được mời ba viết trí. Thường thì ở nhà mà cháu nó có lịch mới thì cháu sẽ làm lịch cũ cho cô giáo. À, vì sao lại cho cô giáo thưa anh? Bởi vì cô giáo dặn là phải làm lịch cũ vô cho cô để cô trang hoàng ở trong cái phòng học của cô. À, để trang hoàng lại căn phòng học cho các cháu. Xin được mời mẹ Kim Oanh. Thường thì nhà tôi nếu mà có lịch mới thì cháu sẽ cất những tấm lịch cũ vào trong ngăn tủ hoặc là một cái kho. À, tức là cất vào ngăn tủ hoặc vào kho. Cảm ơn chị. Chúng ta bước sang câu hỏi thứ hai. Con mình sẽ thích những tấm lịch có những hình ảnh như thế nào? Thứ nhất là hình ảnh chân dung của con. Thứ hai là hình những con thú hoặc là phim hoạt hình mà con thích. Thứ ba là hình nào cũng được, con không quan tâm. Xin được bắt đầu từ ba viết trí. Nếu mà có hình mà in hình của bé thì bé rất là thích. Con sẽ thích hình chân dung của con ha. Cảm ơn, mời mẹ Kim Oanh. Em nghĩ là cháu sẽ trả lời là thích có hình trên lịch. Mời mẹ Thuyền Nhung. Dạ, bé Khánh Đan của tôi cũng vậy ạ. Bé thích được có tấm lịch mà in hình của bé ở trên lịch ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều. Chúng ta bước sang câu hỏi thứ ba. Câu hỏi này bắt đầu từ mẹ Kim Oanh. Bé mong muốn điều gì nhất đến cho gia đình mình trong năm mới? Theo tôi nghĩ thì cháu sẽ mong muốn là gia đình sẽ được vui vẻ. Vui vẻ. Cảm ơn chị Kim Oanh. Mời mẹ Thuyền Nhung. Dạ, tôi nghĩ là bé sẽ chọn vui vẻ. Vui vẻ. Cảm ơn chị. Mời ba viết trí. Hạnh phúc. Hạnh phúc. Cảm ơn anh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chào đón các em bé trở lại với trường quay nào. Câu hỏi đầu tiên của cô dành cho các bạn là: mỗi khi nhà mình có một tấm lịch mới thì mình sẽ làm gì với lại tấm lịch cũ? Dạ mình sẽ bỏ tấm lịch cũ. Bỏ tấm lịch cũ hả con? Mình bỏ đi đâu? Dạ mình sẽ bỏ vô nhà kho. Mình sẽ bỏ vô nhà kho. Chưa ghi được 100 điểm cho câu hỏi này. Chúng ta lắng nghe ý kiến của bạn Gia Bảo nào. Bỏ. Cũng bỏ luôn. Bỏ đi đâu? Thùng rác. Bỏ thùng rác. Trời ơi. Hồi nãy ba tưởng là con sẽ đem vô biếu cho cô giáo để cô giáo sẽ trang hoàng phòng học gì đó. Nhưng mà tóm lại vẫn chưa có trùng với ý của con, cho nên chưa ghi được 100 điểm cho câu hỏi này. Chúng ta lắng nghe ý kiến của bạn Minh Thi nào. Con gái sao nào con? Con kết để khi nào con rảnh con lấy ra con vẽ. À, hiểu rồi, là để lấy ra vẽ đúng không? Nhưng mà cô Quỳnh Hương thấy rằng là con nên tận dụng như vậy, tại vì mặt sau của nó còn trống đúng không nào? Và như vậy còn có thêm một việc tốt nữa, đó là sẽ tặng thêm 100 điểm cho gia đình của mình. Chúc mừng con. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo, là câu hỏi số 2. Câu hỏi này được bắt đầu từ bé Gia Bảo. Giữa ba cái dạng lịch sau đây thì con sẽ thích nhất là cái lịch nào? Thứ nhất là hình nào cũng được, con thấy hình nào coi cũng hay hết. Thứ hai nữa là hình một cái con thú trong hoạt hình như nãy cô mới vừa tả đó. Và thứ ba là hình chân dung của con. Hình con tàu mình cherry. Nhưng mà thật ra cô Quỳnh Hương nói nhỏ cho nghe nè, nếu mà có in được một tấm chân dung của mình lên đó thì nhìn con cũng lịch lãm lắm đó. Tại vì con chưa có, thôi về nói ba năm nay làm cho con tấm treo lên là ba đổi ý liền. Cho nên hai cha con lại chưa có khớp với nhau, chưa có ghi được điểm. Chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến của bạn Minh Thi. Con nghĩ như thế nào? Con chọn gì? Con mèo. Con mèo hả? Con mèo gì cũng được hay là bắt buộc phải con mèo Tom mới được? Con mèo nào cũng được. Ồ, mèo nào cũng được. Thôi về nói mẹ mua đi. Tại vì nãy mẹ tưởng là mẹ thích hình chân dung của con đó. Cho nên chưa ghi được 50 điểm luôn. Chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến của bạn Khánh Đăng. Dạ, hình nào cũng được. Vậy hả? Thế cô Quỳnh Hương có nghe nói là ở nhà con có cái chân dung của con đẹp lắm trên lịch mà. Có chưa? Dạ, có rồi. Mà con thích lắm không? Thích. Hình búp bê Barbie thì con thích không? Dạ, thích. Vậy giữa tấm chân dung với búp bê Barbie con thích nào hơn? Dạ, Barbie. Thấy chưa? Mẹ lại chưa hiểu ý con rồi. Chưa ghi được 50 điểm cho câu hỏi này.
Thật là kỳ lạ, nguyên một câu này không có vị phụ huynh nào trúng hết. Như vậy thì bây giờ bắt đầu kịch tính đây, bởi vì đây sẽ là câu hỏi quyết định gia đình nào sẽ được vào vòng chơi đặc biệt. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 3, và câu hỏi này được bắt đầu từ mẹ Kim Anh. Năm mới tới thì con mong ước cái điều gì nhất tới với gia đình mình? Con muốn gia đình mình được làm sao? Dạ thưa cô Quỳnh Hương, vui vẻ. Vui vẻ. Con có nghĩ là gia đình mình bây giờ đang vui vẻ không? Dạ có. Vui hả? Mọi người có thương yêu nhau không? Dạ có. Như vậy thì cô Quỳnh Hương chúc cho cả nhà mình một năm mới lại tiếp tục vui vẻ và thương yêu nhau nha. Dạ. Và để thưởng cho cái thiện chí của con, cô Quỳnh Hương quyết định tặng thêm cho con 100 điểm nữa. Chúc mừng con. Chúng ta lắng nghe ý kiến của bạn Khánh Đan nào. Dạ hạnh phúc. Được hạnh phúc hả con? Hồi nãy thì mẹ lại nói là vui vẻ, con thì nói hạnh phúc. Chúc gia đình mình trong năm mới vừa vui vẻ vừa hạnh phúc ha. Dạ. Rồi, con cười vậy là cô Quỳnh Hương vui rồi. Nhưng mà hai mẹ con chưa có khớp nhau cho nên chưa ghi được 100 điểm. Không sao hết. Mời bạn Gia Bảo. Hạnh phúc. Hạnh phúc. 100 điểm dành cho gia đình của con, chúc mừng. Kết thúc cả hai vòng chơi, chúng ta sẽ cùng nghe bé Xuân Nghi công bố số điểm của cả ba gia đình nhé. Gia đình bạn Gia Bảo ghi được 150 điểm. Gia đình bạn Khánh Đan ghi được 150 điểm. Và gia đình bạn Minh Thi ghi được 300 điểm. Vậy là gia đình bạn Minh Thi sẽ được vào vòng đặc biệt. Xin chúc mừng. Mỗi gia đình khi đến đây chơi ngày hôm nay sẽ nhận được một giỏ quà từ phía nhãn hàng Achingon công ty Ajinomoto Việt Nam. Và ngoài ra chú heo dễ thương Achingon này cũng sẽ theo chân các bạn nhỏ về nhà. Cảm ơn cả ba gia đình cùng đến đây chơi ngày hôm nay. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với trò chơi bí mật gia đình và vòng chơi đặc biệt. Và chủ đề của chúng ta hôm nay đó là những việc mà các bạn thích làm trong dịp năm mới. Và như vậy thì trong vòng 30 giây thôi, hai mẹ con của bé Minh Thi sẽ chọn những cái món gì mà con có vẻ con thích làm nhất. Sẽ đặt ở ô số 1, số 2 và số 3. Còn những cái hình mà bạn Thi không thích lắm thì bạn Thi có thể để ở ô số 4 và số 5. Nếu mà bạn hoàn thành trước 30 giây thì bạn có thể đi ra phía trước, dùng cử chỉ hoặc là điệu bộ để mô tả cho mẹ mình biết mà sửa con nhé. Và nhớ chỉ dùng hành động thôi, không có được dùng lời nói nha. Và nếu một ô hình giống nhau, hai mẹ con của bé Minh Thi sẽ ghi được 500.000 đồng tiền thưởng. Hai ô hình giống nhau 1 triệu đồng. Ba ô hình giống nhau 1.500.000 đồng. Bốn ô hình giống nhau, điều đó là có nghĩa là toàn bộ số hình sẽ giống nhau. Và hai mẹ con sẽ ghi được 5 triệu đồng tiền thưởng. Chúc cho hai mẹ con may mắn. Bây giờ sẽ là một bộ hình của con, một bộ hình của mẹ. Mẹ qua bên kia đi ạ. 30 giây bắt đầu. Mẹ ơi ra kia. Mời hai mẹ con về đây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xem là hai mẹ con sẽ ghi được bao nhiêu ô hình giống nhau nhé. Cái điều đầu tiên rất là dễ hiểu, trẻ con ai cũng thích được nhận quà. Nhưng mẹ lại nghĩ là con thích ăn tiệc ha. Thứ hai là thích đi xem ngắm pháo hoa. Thứ ba là được đi chơi công viên hoặc là vòng quay ngựa gỗ. Vậy thì hai mẹ con chỉ có thể ghi được một ô hình giống nhau mà thôi. Và tổng cộng số tiền thưởng hai mẹ con với Minh Thi có thể ghi được qua cả ba vòng chơi là 2.500.000 đồng. Xin chúc mừng. Và đây là cái áo xinh chương trình dành tặng cho tất cả các bạn để kỷ niệm các bạn đã tham gia chương trình bí mật gia đình. Xin được mời cả hai gia đình còn lại cùng bước lên để cùng chia sẻ niềm vui với tất cả chúng tôi. Và các bạn thân mến, chương trình bí mật gia đình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng phối hợp với công ty Đông Tây thực hiện với sự tài trợ của nhãn hàng Achingon công ty Ajinomoto Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào lúc 19 giờ tối thứ ba tuần trên kênh HTV7. Bye.
Chúc quý vị một năm mới an lành và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Con dễ phạm phải nhất là lỗi gì? Dạ con không gọn gàng. À con không được gọn gàng là vì bé đi học quá chị. Dạ kêu bé đi học ngủ chứ núp 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 vô con chốt con nghe rồi. Thôi tại sao thôi? Vì cả ngày ba con phải đi làm. Mỗi ngày là con mong gặp ba mẹ vào lúc sau lúc đi học về buổi chiều. Không tả về ba, có phải là vì ba khó tả giống như bạn hồi nãy không? Phải. Chứ sao ạ? Dạ nhà tôi thì bé vừa ăn vừa uống ạ. Như vậy thì cả ba người có ba đáp án rất là khác nhau. Thức, sở dĩ đội mình lấy tên dễ thương là gì? Nhìn bốn thành viên của mình ai cũng dễ thương, do đó quyết định lấy tên là dễ thương. Yeah. Và tiếp theo đây là thành viên thứ hai của đội mình. Tôi là Thảo Nhi, sau đây là thành viên thứ ba. Xin chào quý vị khán giả, tôi là Dương Mỹ Linh, còn lại là thành viên thứ tư của chúng tôi. Chào các bạn xem đài, tôi tên là Quốc Đạt, là thành viên cuối cùng của đội. Và chúng tôi đến đây là vui hết mình, vui là chính. Xin chào. Chúc các bạn nhiều may mắn trong cả năm và đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn làm quen với đội vui tính. Chào các bạn. Nhân dịp đầu năm thì đội của chúng tôi xin chúc mừng xin chúc quý vị khán giả hạnh phúc và rất nhiều sức khỏe đến với cho mọi người. Các bạn hãy giới thiệu về từng thành viên của đội mình. Tôi là Hà Bình, tôi là đội trưởng. Và đây là thành viên thứ hai của đội tôi. Xin chào tất cả các bạn. Tôi tên là Đức Long và là sinh viên năm 2 của trường Đại học Dân lập Vân Lan. Xin chào các bạn, tất cả các bạn. Tôi tên là Quốc Đại, đây là thành viên cuối cùng của chúng tôi. Xin chào quý vị khán giả, tôi tên là Tuyết Quân và là sinh viên của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Xin chào quý vị khán giả. Cảm ơn các bạn và ngay sau đây hai đội của chúng ta sẽ bước vào vòng 1 của trò chơi chung sức. Xin mời hai đội trưởng. Hai bạn may mắn. Vòng 1 có 2 câu hỏi. Đây là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi này đã được khảo sát 100 người và có 7 câu trả lời của nhiều người đã được chọn làm đáp án. Số điểm của mỗi đáp án chính là số người đồng tình với nó. Hai bạn sẵn sàng giành quyền ưu tiên cho đội mình sau khi ta đọc xong câu hỏi. Hai bạn có chơi thể thao? Có. Người mẫu thường phải chơi thể thao để giữ phong độ. Và môn thể thao nào thường được chơi theo từng đội? Bóng đá. Bóng đá. Mời hai bạn trở về vị trí. Bạn thấy là môn thể thao nào mà người ta chơi thành từng đội chứ không chơi cá nhân? Bóng chuyền. Bóng chuyền. Đâu nó vận động cho nó khỏe mạnh cả này. Đâu. Môn thể thao nào mà người ta chơi theo từng đội? Theo như tôi nghĩ là bóng rổ. Bóng rổ. Có món nào nữa không? Bóng bầu dục. Bóng bầu dục. Còn gì các bạn? Môn thể thao nào thường được chơi theo từng đội? Theo tôi nghĩ là bóng ném. Bóng ném. Hình như là rất dễ đối với các bạn đó. Mời bạn. Tôi nghĩ là môn thể thao thường chơi theo từng đội. Bóng chày. Bóng chày. Hay quá. Còn một đáp án của các bạn rất hay. Cố gắng giành toàn bộ số điểm của câu này. Theo như tôi nghĩ là cầu mây ạ. Môn cầu mây. Mời bạn Quốc Đạt. Môn thể thao nào được chơi theo từng đội? Bạn mất quyền trả lời. Và xin mời đội vui tính hội ý. Đội trưởng đến lượt bạn một lần nữa. Môn thể thao nào thường được chơi theo từng đội? Theo tôi nghĩ là bạn
mất quyền trả lời mà xin mời đội vui tính. Đội trưởng đã nhận được câu trả lời. Chúc mừng cho cả đội nha. Tôi đã nhận được câu trả lời của cả đội, nhưng mà bạn để đó. Ý kiến riêng của bạn là gì? Tôi nghĩ là bóng mà về chơi dưới nước á anh. Bóng mà chơi dưới nước. Dạ. Bạn nghĩ là bóng gì? Môn gì? Môn thể thao nào được chơi theo từng đội? Theo tôi nghĩ cũng là bóng nước. Bóng nước. Bạn? Tôi cũng nghĩ là bóng nước ạ. Đội trưởng. Vậy thì đội tôi xin thống nhất đó là bóng nước. Bóng nước. Một môn thể thao được chơi theo từng đội. Đội vui tính nói là bóng nước. 100 điểm dành cho đội vui tính. Chúc mừng các bạn. Và sau đây chúng ta bước sang câu hỏi thứ hai của vòng 1. Xin mời thành viên thứ hai của hai đội. Mời hai bạn bắt tay nhau. Chúc may mắn. Và câu hỏi thứ hai cũng được khảo sát 100 người. Có 7 đáp án đang trên bảng, đó là 7 ý kiến của nhiều người. Số điểm của mỗi đáp án và chính là số người đồng tình với nó. Hai bạn sẵn sàng nhé. Các bạn hãy kể tên một quốc gia đã từng có một đội bóng đá nam đoạt chức vô địch thế giới. Mời bạn. Brazil. Brazil. Hay quá, mời hai bạn trở về vị trí. Brazil là quốc gia nhiều lần vô địch thế giới đúng không? Bạn hãy cho mọi người biết tên của một quốc gia từng có đội bóng đá nam đã từng đạt chức vô địch thế giới. Theo như tôi nghĩ là đội Pháp ạ. Đội Pháp, nước Pháp. Và nước nào nữa bạn? Nước nào có đội bóng nam đã từng vô địch thế giới? Argentina. Argentina. Nói trước. Tôi nghĩ là Đức. Nước từng có đội bóng nam giữ ngôi vị vô địch thế giới đó là Đức. Còn nếu mà bạn quốc gia nào có đội bóng đá nam từng vô địch thế giới? Italia. Italia. Hay quá. Đà này là các bạn giành toàn bộ số điểm của câu này rồi. Mời bạn. Theo như tôi nghĩ là Anh ạ. Nước Anh. Quá hay. Còn nước nào nữa bạn? Nước nào đã từng có đội bóng đá nam vô địch thế giới? Theo tôi nghĩ là Tây Ban Nha. Tây Ban Nha. Sao bình tĩnh nha đội trưởng. Các bạn còn quyền trả lời. Mời đội trưởng. Tôi nghĩ là một quốc gia từng có đội bóng nam giữ chức vô địch thế giới. Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ. Mời đội vui tính hủy. Quốc gia nào có đội bóng đá nam đoạt chức vô địch thế giới? Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha. Xin mời đội vui tính. Quốc gia nào có đội bóng nam từng đoạt chức vô địch thế giới? Ý kiến riêng của bạn là gì? Tôi nghĩ là Cộng hòa Séc. Séc. Theo tôi nghĩ là Mỹ. Mỹ. Bạn? Em nghĩ là Mỹ. Mỹ. Bạn nghĩ rằng Mỹ là quốc gia đã từng có đội bóng đá nam giữ chức đoạt chức vô địch thế giới và Cộng hòa Séc. Đội trưởng, bạn chọn đáp án nào? Hay là bạn có đáp án riêng? Theo tôi thì tôi nghĩ đó là Cộng hòa Séc. Cộng hòa Séc. Và đó là đáp án chung của cả đội. Đó là đáp án chung của cả đội. Đó là đáp án chung của cả đội. Chúng ta xem trong cuộc khảo sát 100 người có ai đồng ý với đội vui tính rằng Cộng hòa Séc là nước có đội bóng nam từng vô địch thế giới hay không? Đáp án thứ 7, Cộng hòa Séc có phải không? Không phải. 99 điểm thuộc về đội dễ thương. Các bạn hãy xem. Các bạn hãy xem. Không phải Séc thì là Mỹ hả? Hồi nãy hai bạn nói Mỹ. Có phải là nước Mỹ từng có đội bóng đá nam đoạt chức vô địch thế giới theo ý kiến của nhiều người trên bảng hay không nhá? Đáp án thứ 7. Uruguay. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc vòng thứ nhất, đội dễ thương ghi được 99 điểm và nhiều hơn một chút xíu, đó là đội vui tính 100 điểm. Xin mời quý vị.
viên và các bạn theo dõi vòng 3 của trò chơi chung sức với thành viên thứ tư của hai đội bắt đầu. Xin mời. Chúc may mắn. Vòng này các bạn có một câu hỏi và câu hỏi cũng được khảo sát 100 người. Có 6 đáp án đang trên bảng, đó là 6 ý kiến của nhiều người. Và số điểm của mỗi đáp án mới chính là số người đồng tình với nó. Đặc biệt, vòng này là vòng có điểm nhân đôi. Các bạn rõ rồi chứ? Các vòng vừa rồi, mỗi một câu hỏi điểm tối đa là 100. Vòng này, điểm tối đa có thể là 200. Mời các bạn. Theo quan sát của bạn, môn thể thao nào chưa phổ biến ở Việt Nam? À, em nghĩ là môn bóng chày. Môn bóng chày. Môn bóng chày, mời hai bạn. Mà thấy là ở Việt Nam người ta chưa có chơi nhiều, hoặc là chưa có chơi. Nói chung là chưa phổ biến môn thể thao nào. Bóng bầu dục. Bóng bầu dục. Bóng bầu dục. Quá hay. Cái môn nào nữa? Môn thể thao nào chưa phổ biến ở Việt Nam? Chưa phổ biến có nghĩa là chưa có, hoặc là có nhưng mà rất ít, không đáng kể. Tôi nghĩ là môn kinh khí cầu. Môn kinh khí cầu. Môn kinh khí cầu. Mời bạn. Môn thể thao chưa phổ biến ở Việt Nam. Chưa phổ biến có nghĩa là chưa có, chưa có ai chơi, hoặc là có chơi nhưng mà không đáng kể. Tôi nghĩ đua xe. Đua xe. Mời đội vui tính hội ý. Mời bạn. Em nghĩ là món môn thể thao lướt ván. Môn lướt ván. Mời đội vui tính. Đội trưởng có câu trả lời chưa? Em có rồi. Có rồi. Ý kiến riêng của bạn vừa rồi là gì vậy? Thưa anh, em nghĩ là môn hockey ạ. Môn hockey. Bạn? Thì em nghĩ cũng là môn hockey. Hockey. Bạn? Tôi nghĩ cũng là môn hockey. Hockey. Vậy thì ba bạn cùng một ý kiến, đội trưởng thì thế nào? Và cả đội chúng tôi thống nhất đó là môn hockey. Môn hockey. Môn thể thao chưa phổ biến ở Việt Nam rõ ràng là môn hockey. Nhưng mà chúng ta xem môn đó có nằm trên bảng điểm hay không, và điểm có thuộc về các bạn hay không. Hockey. Hay lắm. Tuyệt vời. Các bạn đã có 128 điểm của câu hỏi này, của vòng này. Và xin mời quý vị và các bạn theo dõi các đáp án còn lại. Đặc biệt là mời đội dễ thương, các bạn đoán thử xem đáp án thứ 3 trên bảng là gì. Môn thể thao nào mà chưa phổ biến ở Việt Nam theo suy nghĩ của nhiều người? Tôi nghĩ là leo núi. Môn leo núi có phải không? Đáp án thứ 3. Không đúng rồi nha. Golf bây giờ mới bắt đầu phát triển ở Việt Nam thôi, chưa phổ biến lắm đúng không? Chỉ có những người có điều kiện, rất có điều kiện thì mới tham gia cái này. Bốn. Boxing. Quyền Anh. Hiện giờ cũng chưa có phổ biến lắm ở Việt Nam đúng không? Đội trưởng đâu bạn thử đoán đáp án thứ 5 là gì? Trượt tuyết. Trượt tuyết. Môn đó sẽ gần như là mãi mãi không bao giờ phổ biến ở Việt Nam đó. Năm. Thưa quý vị và các bạn, kết quả sau vòng thứ 3, đội dễ thương của chúng ta có 192 điểm và dẫn trước là vui tính 228 điểm. Quý vị và các bạn thân mến, trò chơi chung sức của chúng ta bắt đầu bước vào một vòng rất là quan trọng giữa hai đội. Vòng mà chúng ta sẽ biết được đội nào là đội chiến thắng, đội nào sẽ bước vào vòng đặc biệt, và giải thưởng của hai đội sẽ là bao nhiêu. Vòng thứ tư, xin mời hai đội trưởng. Hai đội bắt tay nhau. Chúc may mắn. Ở vòng này vẫn chỉ có một câu hỏi, và câu hỏi cũng được khảo sát 100 người. Có 6 đáp án ra trên bảng, đó là 6 ý kiến của nhiều người. Số điểm của mỗi đáp án vẫn chính là số người đồng tình với nó. Còn một điều quan trọng nữa, đó là điểm nhân 3. Số điểm sẽ nhân 3. Số điểm tối đa của vòng này có thể đạt đến 300 điểm. Rõ rồi chứ?
Bất chợt bạn hãy kể tên một môn thể dục thể thao mà bạn thấy mọi người chơi ở công viên vào các bạn. Mời bạn. À, đi bộ. Đi bộ. Còn gì nữa bạn? Dưỡng sinh. Thể dục dưỡng sinh. Hay lắm, mời hai bạn trở về. Bác hãy cho mọi người biết về một môn thể dục thể thao mà thấy nhiều người chơi vào buổi sáng, nhiều người luyện tập vào buổi sáng sớm. À, tôi nghĩ là thái cực quyền. Thái cực quyền. Thái cực quyền. Hãy cho mọi người biết một môn thể dục thể thao mà bạn thấy nhiều người tập luyện và ở công viên vào lúc sáng sớm. À, theo như tôi nghĩ là cầu lông vậy. Môn cầu lông. Cái gì nữa bạn? Môn thể dục thể thao nào mà bạn đi vào lúc sáng sớm mà thấy các công viên người ta hay tập á? À, đá cầu vậy. Môn đá cầu. Đá cầu chính xác. Ở trước. Mời bạn. Nghĩ là chạy bộ. Chạy bộ. Hay lắm, đi bộ có và chạy bộ cũng đúng luôn. Mời bạn. Một môn thể dục thể thao mà các bạn thấy người ta tập nhiều ở các công viên vào buổi sáng đó là? Tôi nghĩ là đá banh ạ. Đá banh. Đá banh. Mời đội quân tính hủy. Bạn nghe cho kỹ. Môn thể dục thể thao mà bạn thấy nhiều người tập ở các công viên vào buổi sáng. À, tôi nghĩ là thể dục nhịp điệu ạ. Thể dục nhịp điệu. Mời đội vui thịnh. Các bạn. Có đáp án chưa? Có đáp án chưa? Đội trưởng. Hiện tại thì đáp án có nhiều quá. Có nhiều rồi, bạn hãy chọn nhé. Ý kiến của bạn là gì? Nhiều người đồng tình nhất. Câu thứ hai. Bạn liên tưởng đến điều gì khi nghe cụm từ người đàn ông lịch lãm? Nghe tới từ người đàn ông lịch lãm thì bạn nghĩ ngay đến điều gì? Sự bạn sang đã trọng. Nói là sang trọng, lịch lãm, sang trọng. Khảo sát 24 điểm. Đúng ơi. Điểm rất cao, nhưng điểm cao nhất là 33 điểm. Có 33 người nghĩ rằng khi nghe đến cụm từ người đàn ông lịch lãm, người ta nghĩ đến ga lăng. Ga lăng nghĩa là rất là biết cách ứng xử, khéo léo ứng xử và chiều nữ giới. Câu thứ ba, khi nói đến mùa đông, bạn thường nghĩ ngay đến điều gì đầu tiên? Thì bạn đã trả lời là tuyết rơi. Nói tới mùa đông là bạn nghĩ đến tuyết rơi. Để xem có bao nhiêu người nghĩ giống như bạn. Khảo sát 15 người nghĩ giống như bạn. Và có 32 người nghĩ rằng lạnh. Đó là đáp án cao nhất. Đó là đáp án có số điểm cao nhất. Câu thứ tư. Theo bạn, con gái và mẹ thường tâm sự chuyện gì với nhau? Thì bạn nói là trang phục. Bạn có kinh nghiệm về chuyện này không? Nói là bạn, nhà bạn có em gái hay là chị gái? Có chị gái. Mà chị với mẹ thường hay chị hay mặc những trang phục gì ra cho mẹ coi? Bàn với mẹ, hai mẹ con bàn với nhau về chuyện quần áo, trang phục, mặc thế nào cho đẹp. Khảo sát 3 người nghĩ giống như bạn, có 3 người thôi. Ở câu này thì đồng đội của bạn ghi được số điểm cao nhất. Đó là con gái và mẹ thường hay nói nhỏ nhỏ với nhau về chuyện tình cảm. Câu cuối cùng. Bạn còn 20 điểm nữa trình chiến thắng. Một câu trả lời 20 điểm là chuyện bình thường, chuyện không có gì là khó cả. Nhưng liệu bạn có làm được điều đó hay không? Chuyên mục gì thường xuất hiện trên những tờ báo dành cho nữ giới? Bạn đã trả lời là Sức khỏe. Mấy điểm các bạn? Mấy điểm? 20. Khảo sát 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5 điểm. Tiếc quá, còn 15 điểm nữa. Thưa quý vị và các bạn, trò chơi chung sức cho đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và công ty Đông Tây phối hợp thực hiện tuần này xin được phép kết thúc.
Chúng tôi cảm ơn Vinamilk đã cùng chung sức với chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn 8 giờ tối thứ ba tuần sau. Các bạn. Và có 2, 4 làm lại nha. Sao đây đạo diễn? Thần Việt Nam hòa cùng thế giới. Number One hân hạnh mang đến chương trình này.